Kính thưa các bạn, hôm nay tiết già xin chia sẻ chủ đề nói về giải thưa che mắt thánh bởi vì năm 2023 này là đang diệt và sắp diệt và coi như là tận diệt những người nào giải thưa che mắt thánh đó các bạn. Các bạn nhìn là các bạn hả? Thấy nói chung là hả rất là bực mà cũng rất là buồn mà rất là đáng thương đó các bạn tiết già chia sẻ để cũng như là hả có những ai mà sơ hở đó các bạn giống như mình không có hiểu nhiều khi mình nói là giải thưa che mắt thánh là cái câu này là cái câu đời nó rất là bình thường nhưng nó không có bình thường cho nên tiết già mới chia sẻ đừng tưởng lấy giải thưa che mắt thánh chớ tưởng rằng sức mạnh qua trời đáng thương mà cũng đáng cười vì lòng kiêu ngạo dễ ngươi cao dày tiết già chia sẻ như thế này tại vì có nhiều người gọi là cực kỳ mà ác luôn đó các bạn ác mà người ta không có chửi mắng mình người ta không có lớn tiếng người ta vẫn ngọt ngào im ả người ta cũng vẫn nói chị chị em em dạ dạ thưa thưa dạ thưa cô dạ thưa chú dạ thưa bác mà phải thật sự trong lòng người ta cực kỳ ác luôn thì những người này chuẩn bị nè chuẩn bị cái gì chuẩn bị gọi là tận diệt mà thường thường những người này á tận diệt á không có phải là ra đi coi như là bắt đất kỳ tử đâu nha các bạn đó những người mà giải thưa che mắt thánh này á là họ sống trong cái cảnh sắp tới nè dày dò lương tâm thể xác coi như là nhất là cái thân xác phàm của họ chịu đau đớn nè bệnh tật nè cấp cứu nè tất cả những gì là họ chuẩn bị đó các bạn tại vì cái thời này là cái thời sàng lọc mà mình sống không đúng mà mình sống sai là mình bị liền à các bạn chứ đừng nói chi mà gọi là giải thưa che mất thánh là mình giống như là mình phạm thượng quá rồi cũng như mình là nhân loại mà mình không có tôn trọng mình không có kính thờ thần thánh tiên phật nó mình ý tưởng rằng mình sức mạnh Tại nhiều người coi như là Cũng như cái thân này nó khỏe mạnh lắm vậy đó Rồi muốn làm gì làm Nhưng mà hả rất là đáng thương Từ đây sắp tới Coi như là những người này các bạn sẽ thấy rằng Họ sẽ hả rơi vào cái cảnh gì Cái cảnh gọi là khốn đốn khổ đau bệnh tật Những người này á là coi như là kêu mà khuyên tu hơi bị khó nha các bạn kêu ăn chay cũng không ăn được nó rất là lạ bởi vì sao quỷ ma đã dắt người này đã đi vào trong bóng tối rồi cho nên người này không bao giờ thấy ánh sáng của Phật pháp cho nên những người này ngộ lắm mình khuyên khuyên cũng như là mình thấy rõ han cái mình nói rằng tu đi con hay là tu đi chị tu đi anh các bạn thử khuyên đi không bao giờ họ tu mà kêu ăn chay hả họ không ăn được chứ không phải là cũng như là họ không có nói ăn chay ăn mặn mà ăn không được tại vì quỷ ma nó len lỏi trong cái thân rồi làm sao mà ăn được nó những người mà sống kiểu như giải thưa che mắt thánh này là chuẩn bị đi đó chuẩn bị coi như nếu không quay đầu về là có những cái mà thử thách để cho mình cũng như là phải bước tới cái đường đạo nhanh chóng Thử thách là cái gì? Làm cho mình đi cấp cứu nè, bệnh tật nè, rồi con đau nè, đó rồi mình nhìn lại là mình như thế nào nè, mình giống như là mình làm ăn những cái nghề mà gọi là sát sanh hại vật nè. Lúc nào mình cũng hả đi cũng như đi chùa lại Phật nè, mà tưởng sao về tới nhà là coi như chặt thịt những cái con động vật đúng không các bạn? Rồi chưa nói là cái cực kỳ ác mà gây hại nhiều người khổ đau nữa thì coi như đây là đấng từ bi nói rằng là khuyên con tạc dạ chớ sai khuyên con chớ thấy dông dài bỏ qua nhiều khi người ta khuyên mình người ta nói rằng hả con ơi buông bỏ đi tu đi ăn chay niệm phật làm lành đi đừng có bán thịt bán cá nữa đừng có làm những chuyện ác độc nữa đừng có hút của người ta nữa nghe nó dài dòng dông giả quá thôi không thèm nghe đó đây là lời của đấng từ bi khuyên con chớ thấy dông dài bỏ qua tại vì khi mà mình bước vào đường tu nó rất là dông dài đúng không các bạn mình phải hả sắp xếp hết tất cả những gì cũng như mình đang bán quán phở nè như tiết già nè phải đóng cửa quán coi như là phải tìm phương hướng và tìm cái cuộc sống mới thì cái này dĩ nhiên nó hơi khó rồi đó các bạn hỏi chứ mình đang sinh sống mình đang buôn bán như thế này mà mình đóng cửa hết rồi cái mình nghỉ mình đi tu mình không buôn bán gì hết hoặc là mình tìm một cái công việc nào đó nó nhẹ nhàng nó cũng như là nó tránh những cái gì mà hạ luật nhân quả thì nó hơi khó đúng không các bạn nên xa lánh dâm tà sắc dục hư thân danh điếm nhục tổ tông hai cái câu này nó còn bình thường lắm đúng không các bạn nhưng mà không có bình thường đâu các bạn nhiều khi mình nghĩ rằng tôi có vợ có chồng đàng hoàng tôi đâu có tà dâm đâu đúng không tôi là người đàng hoàng mà ở đây là nói rằng là dâm tà sắc dục tức là mình ham ăn ham uống ham cũng như là những cái món ngon vật lạ nè rồi ham tiền ham của ham xa hoa vật chất chứ không phải là dâm tà sắc dục bình thường đâu các bạn nó cái dâm tà sắc dục bình thường á thì nói chung là mình cũng có những cái nghiệp chướng đeo mang mà nó còn nhẹ nhưng mà cái này nó quá cao đi giống như cái dục vọng mình ham muốn coi như là à, mình nhìn thấy một cái miếng đất nào đó hoặc cái nhà nào đó hoặc là chiếc xe hơi nào đó mà ha, của cải nào đó của ai mà mình không có đủ khả năng để mua cái vật đó cái tự nhiên cái lòng dục vọng mình ham muốn đúng không hốt của người ta đem vô của mình đó cái này rất là nguy hiểm cho nên gọi là nên xa lắm dâm tà sắc dục chứ không phải là cái chuyện mà dâm tà sắc dục nó bình thường đâu các bạn nó cái dục vọng hả coi như là hả khi mà nó nổi lên rồi là các bạn biết không lòng ham muốn bởi vì nhiều khi tại sao mà cái người ăn cướp người ta có thể giết người để lấy dài ba cái chỉ vàng đó các bạn thấy không đây là ma quỷ nó len lỏi vô cái thân tâm của mình nó khiến xui cho mình cũng như là làm những cái chuyện mà mình không có nghĩ ra đó các bạn cho nên tiết già chia sẻ để các bạn lúc nào cũng vậy không rời khỏi nam mô a di đà phật không rời lục tự di đà nó coi như là mỗi phút mỗi giây đừng có rời sáu chữ di đà là coi như là mình sẽ gì sẽ gặp ma quỷ nó len lỏi trong thân tâm của mình rồi mình nói rằng hư thân danh điếm nhục tổ tông cái mình nói gì nè giống như mình lỡ cũng như là hư thân mất nết gì đó không biết cái mình nói tổ tông ba mẹ ông bà của mình ôi vài năm thì cũng đi mất chứ có còn ở trần gian ở đâu mà lo đúng không các bạn nó nếu mình không hiểu thì mình sẽ nói câu này còn nếu như mình hiểu đạo tức là nhất nhân đắc đạo củ quyền thăng Nếu như mình không đắc đạo thì củ quyền mình không thăng Đó các bạn thấy không? Thì bây giờ nếu như á, mà mình bước vào đường đạo mình tu Thì coi như là hả mình đắc tức là mình đắc cái đạo nhân của mình nè à các bạn Chứ không phải là đắc coi như là thành thánh thành tiên gì hết Cái đạo nhân nó rất là khó nha các bạn rồi khi mình đắc cái đạo nhân của mình rồi Thì mình đã trọn đạo rồi Thì coi như củ quyền mình sao nè Củ quyền thăng Mà nếu như củ quyền mình thăng Tức là đời mình mới sung sướng đó các bạn còn nếu như củ quyền mình đỏ đài làm sao cái đời mình sung sướng các bạn thấy một cái sự cộng nghiệp không nó khi mà đến cái cõi trần này là mình cộng nghiệp trong một cái gia đình là mình phải chấp nhận thôi là hại này gọi là thiệt hại vô cùng không có tầm thường chút nào hết đó các bạn Phật trời chẳng chút thứ dung tội này Xa mê dâm phước đức tiêu mòn Hại mình, hại vợ, hại con Hại luôn sự nghiệp, hại dồn đời sau Đó các bạn thấy không? Tới cái đời sau luôn Đời sau tức là gọi là kiếp sau Rồi hả? Đời sau là đời luôn con cái của mình luôn đó các bạn nó rồi cái kiếp sau của mình luôn các bạn thấy rất là khó không khi mình thọ nhận cái xác phàm này là mình hả rất là khó cho mình tu phải nhất định phải đắt được cái đạo nhân đó các bạn mà cái đạo nhân là cái đạo rất là khó bởi vì sao mình phải mưu sinh để kiếm tiền để nuôi cái xác phàm này nè nuôi vợ nuôi con nuôi ông nuôi bà nuôi cha nuôi mẹ nuôi chồng hoặc là mình nuôi thân mình đúng không các bạn tùy theo hoàn cảnh gia đình nhiều khi mình hả giống như mình mệt mỏi quá rồi mình chán nản quá mình hả suy nghĩ một cái cách nào đó để làm cho thật là nhiều tiền mà chẳng may coi như là hả mình rơi vào cái cảnh gọi là cái gì coi như là khốn đốn nè vào những cái dòng nhân quả là coi như mình bị khốn đốn liền cái kỳ ba này là cái kỳ mà gọi là giống như là hạ đại ân xá tức là đại ân xá cho những ai coi như là hạ bước vào đường tu và tận diệt những ai coi như là không chịu quay đầu về nó cũng như là đi thẳng đến cái con đường ma quỷ là coi như là bị diệt liền đó các bạn cái kỳ này rất là khó cho nên chúng ta cùng nhau hiệp nhau để tu hành chứ không phải là cùng nhau hiệp nhau mà để nói chuyện hơn hay thua gì hết Tiết già chia sẻ đây là người đi trước rước người đi sau Tại vì cuộc đời của Tiết già đã mấy chục năm Trải qua rất là đau khổ Vô những cái dòng mà cám dỗ của ma quỷ Nó lôi cuốn cuộc đời mình Đi những cái con đường sai trái mà mình không biết nó rồi mình hả cũng như mê muội nhắm mắt mà đi đến một ngày mà mình tỉnh ra là mình thấy tuổi đời mình rất là lớn tuổi mà tiền cũng không có nhà cửa không có rồi con cái mình coi như học hành cũng không ra gì Nhưng mà khi mình bước vào cái đường tu rồi các bạn biết không tùy theo nha các bạn tùy theo coi như là mình à, những cái kiếp trước mình có tu nhiều hay là tu ít thì cái kiếp này mà mình bước vào đường tu là hả khoảng chừng độ 3 tháng 7 tháng hoặc một năm cao lắm là khoảng hai ba năm thôi là gia đình mình thay đổi hoàn toàn con cái coi như là học hành tiến bộ rồi công ăn việc làm cũng vậy của con mình cũng được lên lương rồi tự dưng mình có nhà có cửa có ngôi da che nắng che mưa mình có đồng ngân sống không cần phải coi như nhọc nhằn nắng mưa nó không có cần phải suy nghĩ nhiều cho nên tiết già mới chia sẻ để các bạn vừa làm vừa tu nó chứ các bạn nghĩ rằng bây giờ mình đi tu rồi làm sao mà hả kế sanh nhai ai lo coi như là mình tu coi như trong những lúc nhặt rau rửa chén trong những lúc mình làm việc trong những lúc mình ngồi lại mình uống một ly cà phê mình suy nghĩ anh a anh b kia làm cho tôi tức giận tôi quán thù ảnh thay vì mình quán thù ảnh thì mình niệm nam mô a di đà phật đó các bạn thấy không tu rất là đơn giản tu không có khó nó đơn giản vậy thôi là các bạn sanh phước và các bạn có được gì có được cái đồng ngân sống tiếp già chia sẻ để các bạn có được tiền tài các bạn sống để các bạn tiếp tục hành đạo để các bạn không ngại gì không ngại cái quãng đời còn lại mà coi như tới cái ngày tuổi già của các bạn luôn nữa nó nhất là tuổi già các bạn biết không cái hậu giận của mình mà hiện tại bây giờ mình không tu là tới cái hậu giận nó rất là khổ đó các bạn kỳ này á là coi như ai mà chạy theo danh vọng tiền bạc là các bạn biết không khổ dữ lắm luôn thì các bạn cũng đã nhìn thấy rồi bây giờ là dần dần có một số tự dưng người đang sang trọng, người đang đẹp như thế này nè, à, người đang cũng như một bước là lên xe hơi, một bước là coi như ngồi văn phòng hoặc là móng tay, móng chân gì đó, uống tóc gì đó, son phấn rồi hột sòn đô la hay là vàng vòng gì đó, nhìn rất là đẹp luôn, nam cũng như nữ mà chỉ cần chạy theo danh vọng là tự dưng sao nè, bị bệnh tật ung thư nè. Rồi bị gì? Bị vô tù tội nè Bị xa cơ lỡ thế nè Bị trôi nổi xứ người mà coi như không có công ăn việc làm nè Các bạn thấy không? Còn bây giờ Tiết Già chia sẻ để các bạn bình tâm mà tu hành Để các bạn không có còn sợ khổ đau nữa Giải thưa che mất thánh Kỳ này là những người gì? Những người gọi là cậy thế khôn lanh xảo trá Trời dành phương nhân quả trả dai đó các bạn thấy chưa Phủi tai chẳng kiếp thì chày Reo cười chưa thỏ Xin mài không cơm Đó coi như những người này Là trong tương lai là gì Ăn mài mà không có cơm để ăn đó các bạn Kỳ ba này là đầy thử thách cho nhân loại Những người mà gọi là lấy giả thưa che mắt thánh Là phường sâu độc Tôn phòng ngọt mật Tánh cu mang nhữ bắt giết rồi đó các bạn thấy không mua sâu gẫm lại than ơi hồi đầu báo ứng kêu trời muộn thai có nhiều người bước vô cảnh tù tội rồi thiếu nợ cả tỷ mấy chục tỷ gì đó thì lúc này đã muộn màng hoặc là giết hại chúng sanh giết hại những cái sinh vật nhiều quá những cái con động vật nhiều quá rồi tới về già hả coi như là hả đau chỗ này coi như là hả Khổ chỗ kia coi như là bệnh tật chỗ nọ lúc này là kêu trời muộn thay. Còn nếu như bây giờ là mình sống bình tâm, mình đừng có chạy theo danh vọng đó. Thì coi như là mình trong cái tương lai các bạn biết rằng trở về già các bạn rất là khỏe mạnh. Mà sắp tới coi như là chỉ thưởng cho những ai coi như là biết tu hành và phạt những ai không chịu tu nó đơn giản vậy thôi đó các bạn Nó không có khó đâu các bạn Rồi mua sâu gẫm lại than ơi Hồi đầu báo ứng là coi như là lúc này gì Là kêu trời mà hả Cái sự nó muộn màng luôn Tiết già chia sẻ thêm như thế này nè là các bạn biết ai rồi nhưng mà rất là nhiều trên thế gian này nha các bạn cũng không có giống như là mình không có nên nói về một người tại vì trên cái quả địa cầu này nó rất là nhiều người nha các bạn nói một người cũng tội nghiệp người ta nhiều khi người ta bị giống như là cái sự sơ hở nào đó người ta thiếu tu thôi rồi những người này nè các bạn ngày chí tối phô bài nanh vuốt sớm cùng trưa xúi dục kiện thưa xiết bao coi như là hả kế mà gọi là hả âm mưu để thưa kiện người ta mà cuối cùng mình đâu vô tù ở trước người ta đó các bạn thấy không thay vì mình ở nhà mình niệm phật mình đi chùa lại phật dân qua, cúng phật nó mình tu hành ăn chay niệm phật thì mình đâu có những cái cảnh mà hạ rạc tù khốn đốn tại vì mình bài những cái kế mà suối dục kiện thưa cho nên mình mới lãnh cái quả gì lãnh cái quả tù tội nói như vậy á, mình nhìn thấy như vậy để chi vậy để mình giác ngộ mình đi đến cái con đường tu chứ không phải mình nhìn thấy người ta vậy mà mình cười người ta hay là mình khinh bỉ người ta nha các bạn tiết già chia sẻ để cũng như là mình phân trần vạch rõ ra những cái gì mà gọi là nghiệp trần và tội lỗi để mình hướng thiện mình làm những cái gì thiện lành chứ không phải là mình cũng như là à, dạch lá tìm sâu để tìm những người xấu xa Nói chung là rất là đáng thương những người này Chứ đừng bao giờ mà mình lại cũng như cười người ta đó các bạn Mấy người này là coi như là họ dễ vô ngục tù rất là sớm Cho nên tiếng già chia sẻ giải thưa không che được mắt thánh Tiếng già xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng bước vào đường tu nhanh chóng để tránh hết tất cả những gì ma quỷ nó cám dỗ đời mình, khổ sở và không có bước đến cái con đường Phật pháp là đời mình coi như là tương lai hậu vận theo một cái chiều hướng coi như là mình trắng tay mà coi như sạc nghiệp luôn đó các bạn mà không có cái đồng ngân để sống trên trần thế bởi vì kỳ này là kỳ gì kỳ sàng lọc và tận diệt những ai không chịu quay đầu về Phật Pháp không chịu đi đến cái con đường đạo Pháp đó các bạn video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo